Không chỉ trên sân cỏ mà ngay cả mặt trận pháp lý, Manchester City vẫn sắm cho mình một đội hình toàn sao để có thể tự tin đấu lại với Premier League. Một cuộc chiến mà người ta có thể nói vui rằng người chơi đang đối đầu với kẻ đã tạo ra trò chơi này. Manchester City hiện đang đối mặt với một trong những vụ kiện lớn nhất lịch sử thể thao sau khi bị Premier League cáo buộc vi phạm 115 quy tắc tài chính từ năm 2009 đến 2018. Các cáo buộc chủ yếu xoay quanh việc Man City bị cho là cung cấp thông tin tài chính không chính xác, bao gồm việc thổi phồng doanh thu thương mại và che giấu nguồn gốc tài trợ để né tránh luật công bằng tài chính. Cuộc điều tra kéo dài 4 năm đã dẫn đến vụ kiện được chuyển đến một ủy ban độc lập vào tháng 2 năm 2023. Nếu bị kết tội, Man City có thể phải đối mặt với những hình phạt nặng nề như trừ điểm, xuống hạng hoặc thậm chí bị trục xuất khỏi liên đoàn. Đây là mối đe dọa nghiêm trọng đến tương lai của câu lạc bộ và có thể làm sụp đổ danh tiếng mà họ đã xây dựng trong suốt một thập kỷ qua. Phiên điều trần đã bắt đầu vào ngày 16 tháng 9 năm 2024 và dự kiến kéo dài từ 9 đến 10 tuần. Với kết quả sơ bộ có thể được công bố vào đầu năm 2025. Đây không chỉ là một cuộc chiến pháp lý giữa Man City và Premier League mà còn là sự kiện có thể thay đổi cách quản lý tài chính trong bóng đá Anh, đặt tiền lệ cho những vụ kiện tương tự trong tương lai. Kết quả của vụ kiện này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến Man City mà còn có thể thay đổi cấu trúc quản lý của Premier League và các quy định tài chính liên quan đến bóng đá trên toàn cầu. Trong cuộc đối đầu lịch sử với Premier League, Manchester City đã không chỉ đầu tư mạnh mẽ và cầu thủ trên sân cỏ mà còn tập trung vào một đội hình hùng hậu phía sau cánh gà. Đội ngũ luật sư hàng đầu của Anh với 115 cáo buộc vi phạm quy tắc tài chính, Man City đang phải đối mặt với một cuộc chiến cam go không kém gì những trận đấu đỉnh cao trên sân cỏ. Để đối phó, họ đã triệu tập một nhóm luật sư không chỉ sở hữu kinh nghiệm vượt trội mà còn là những cái tên quyền lực trong ngành luật. Những người này là vũ khí pháp lý chủ lực đảm bảo sự quyết tâm bảo vệ danh tiếng của một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Đứng đầu đội ngũ bảo vệ Man City là Lord David Panick, một trong những luật sư lừng lẫy nhất của nước Anh. Với hơn 4 thập kỷ kinh nghiệm, ông không chỉ là một chuyên gia pháp lý mà còn là người từng tham gia các vụ kiện lịch sử làm rung chuyển chính trường và xã hội nước Anh. Lord Panick là luật sư đầu tiên xuất hiện tại trung tâm giải quyết tranh chấp quốc tế sau khi được chụp ảnh cùng đồng nghiệp Gary Oliver, thư ký cấp cao của Blackstone Chamber. Oliver thậm chí còn giơ ngón tay cái chào đón đội ngũ phóng viên có mặt, nhưng không ai trong nhóm dừng lại để phát biểu. Lord Panick có một bản lý lịch hoành tráng với những vụ kiện nổi tiếng. Ông từng giúp Man City lật ngược tình thế trong vụ kiện với UEFA tại Tòa án Trọng tài Thể thao năm 2020, nơi mà Man City ban đầu bị cấm tham gia các giải đấu châu Âu trong 2 năm do vi phạm các quy tắc công bằng tài chính. Nhờ khả năng lập luận sắc bén và sự thuyết phục mạnh mẽ, ông đã giúp Man City thoát khỏi án cấm này và giảm mức phạt từ 26,9 triệu bảng xuống còn 8,4 triệu bảng. Chính vì vậy, trước khi cuộc chiến với Premier League diễn ra, ông lại được người hâm mộ Man City ghi nhận với một biểu ngữ tại sân vận động Etihad mang dòng chữ Panic trên những con phố lồn đột. Không chỉ nổi tiếng trong giới thể thao, Lord Panic còn là cái tên quen thuộc trong các vụ kiện đình đám liên quan đến chính trị. Ông đã đại diện cho nhiều vụ kiện lớn như vụ Prorogation chống lại việc Boris Johnson đình chỉ Quốc hội Anh vào năm 2019 và gần đây nhất là tham gia bào chữa cho cựu thủ tướng trong cuộc điều tra Partygate vì vi phạm các quy định về Covid-19. Với các vụ kiện chống lại chính phủ Anh, Lord Panic không chỉ làm rung chuyển chính trường mà còn thể hiện khả năng đánh bại những đối thủ lớn và mạnh nhất. Khách hàng của ông còn bao gồm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, công nương Diana. Sự xuất hiện của Lord Panic trong đội ngũ bảo vệ Man City là một minh chứng cho tham vọng bảo vệ danh tiếng của câu lạc bộ. Với mức thù lao lên tới 5.000 hay 10.000 bảng mỗi giờ, đây là mức đãi ngộ có thể sánh ngang với những ngôi sao hàng đầu đội bóng như Kevin De Bruyne hay Erling Haaland nếu ông làm toàn bộ thời gian. Lord Panic không chỉ là một trong những luật sư đắt giá nhất mà còn được xem là người dẫn đầu có khả năng biến đổi kết quả của vụ kiện. Tiếp theo là Paul Harris Casey từ Morton Chamber, là một trong những luật sư hàng đầu trong giới luật thể thao. Ông đã sát cánh cùng Man City trong 20 năm qua, bao gồm vụ kiện với UEFA vào năm 2020 và góp phần mang lại chiến thắng quan trọng tại Tòa án Trọng tài Thể thao. Harris là người có khả năng phân tích chi tiết sâu sắc và đưa ra những lập luận mạnh mẽ trong các vụ tranh chấp phức tạp. Ngoài bóng đá, Paul Harris còn được biết đến với các vụ kiện lớn liên quan đến trong thế giới công thức 1 cho Lewis Hamilton và cho Liverpool trong vụ Luis Suarez cắn Chiellini tại World Cup 2014. Với kinh nghiệm dày dạn và mối quan hệ lâu dài với Manchester City, trong giới luật sư, ông đặc biệt nổi tiếng với vụ kiện tập thể về thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay tại Vương quốc Anh, Murray's kiện Mastercard. Bên cạnh đó, Philip Marshall Casey và James Madder là những nhân tố quan trọng trong việc phân tích và bào chữa các cáo buộc tài chính đối với Man City. Bộ đôi đến từ tòa án Seller đều là chuyên gia hàng đầu về gian lận thương mại và các tranh chấp tài chính quốc tế. Với kinh nghiệm mổ xẻ chi tiết các giao dịch tài chính phức tạp, Marshall và Madder sẽ đảm bảo rằng mọi bằng chứng của Premier League đều được xem xét kỹ lưỡng và bảo chữa đúng mực. Sự kết hợp giữa Marshall và Madder tạo nên một lớp phòng thủ vững chắc giúp Man City đối phó với những cáo buộc liên quan đến vi phạm tài chính kéo dài nhiều năm,
Cả hai không chỉ chuyên sâu về thương mại mà còn có kinh nghiệm làm việc với các vụ kiện quốc tế có tầm cỡ tương tự. Ngoài những tên tuổi hàng đầu, Man City còn hợp tác với Clifford Chance, công ty luật hàng đầu thế giới về lĩnh vực thể thao và giải trí. Với đội ngũ luật sư mạnh mẽ từ Clifford Chance và những luật sư trẻ tài năng từ các phòng luật danh tiếng, nửa xanh thành Manchester đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chiến pháp lý này. Chris Jates, đối tác của Clifford Chance, là người đứng đầu nhóm này, cùng với sự hỗ trợ một số chuyên gia luật thể thao khác. Với đội ngũ luật sư đầy kinh nghiệm và danh tiếng, Man City đã thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ câu lạc bộ trong vụ kiện lịch sử với Premier League. Trong cuộc chiến pháp lý đầy cam go với Manchester City, Premier League không hề kém cạnh khi xây dựng một đội ngũ luật sư hùng hậu và giàu kinh nghiệm để đối đầu với hàng loạt cáo buộc chống lại một trong những câu lạc bộ giàu có và quyền lực nhất thế giới. Premier League đã phải lựa chọn cẩn thận các chuyên gia pháp lý hàng đầu để đảm bảo vụ kiện được xử lý một cách chặt chẽ và nghiêm túc. Adam Lewis-Casey là luật sư chính đại diện cho Premier League trong vụ kiện này, được mệnh danh là một trong những chuyên gia hàng đầu về luật thể thao tại Anh. Lewis có kinh nghiệm xử lý những vụ kiện phức tạp liên quan đến các quy tắc tài chính trong thể thao. Ông từng tham gia nhiều vụ kiện nổi tiếng, bao gồm vụ kiện chống lại Saracen trong giải bóng bầu dục Anh do vi phạm quy định về quỹ lương, dẫn đến việc câu lạc bộ này bị xuống hạng. Khả năng phân tích sâu sắc và kiến thức chuyên môn vững vàng của Lewis sẽ là một vũ khí mạnh mẽ giúp Premier League đối phó với đội ngũ luật sư Man City. Với kinh nghiệm dày dặn, Lewis được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Premier League trong cuộc chiến pháp lý kéo dài này, đặt nền móng cho chiến lược phòng vệ vững chắc trước Man City. Đồng hành với ông là Andrew Hunter Casey, một trong những luật sư giàu kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực tranh chấp thương mại và tài chính. Ông không chỉ nổi bật trong các vụ kiện thương mại quốc tế, mà còn có bề dày kinh nghiệm trong các vụ kiện thể thao lớn như vụ Broadgate trong giải bóng bầu dục và Spygate trong giới công thức 1. Cũng có thể kể đến Jason Popejoy, một chuyên gia có sự kết hợp độc đáo giữa luật công nhân quyền và luật thể thao. Mặc dù nổi tiếng với các vụ kiện liên quan đến quyền con người và chính sách công, Popejoy cũng từng đại diện cho Premier League trong các vụ kiện liên quan đến quy định tài chính và tranh chấp thể thao. Ông là người góp phần quan trọng trong vụ kiện chống lại Everton do vi phạm quy định tài chính, giúp Premier League thắng thế trong việc yêu cầu các câu lạc bộ phải bồi thường chi phí pháp lý. Ngoài những cái tên chủ lực, đội ngũ luật sư của Premier League còn có sự góp mặt của nhiều chuyên gia trẻ tài năng khác, từ Blackstone Chamber. Đội ngũ này bao gồm Sean Seaman, Tom Clever, Win Boden, Emmeline Pugh và Femi Adekoya, những luật sư nổi bật trong giới luật thể thao và tài chính. Vụ kiện giữa Man City và Premier League không chỉ là cuộc đối đầu pháp lý đơn thuần giữa một câu lạc bộ bóng đá và một tổ chức quản lý, mà còn mang tính chất quyết định đối với tương lai của cả hai bên. Đối với Man City, nếu bị kết tội, những hệ quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Câu lạc bộ có thể phải đối mặt với các hình phạt như trừ điểm, xuống hạng hoặc thậm chí bị trục xuất khỏi liên đoàn. Những hình phạt này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng mà còn có thể gây ra những tổn thất lớn về tài chính và ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của đội bóng. Cả một thập kỷ thành công rực rỡ của Man City với nhiều danh hiệu và vinh quang có nguy cơ bị lu mờ bởi những cáo buộc này. Trong khi đó, Premier League cũng không phải không đối mặt với rủi ro. Nếu các cáo buộc không được chứng minh một cách thuyết phục, tổ chức này sẽ phải chịu tổn thất nặng nề về uy tín. Ngoài ra, nếu vụ kiện kéo dài và không đạt được kết quả rõ ràng, Premier League có thể phải bồi thường một khoản khổng lồ khó tưởng tượng được, hay xét đến việc truy tố hình sự những nhân vật cấp cao. Dù kết quả cuối cùng của vụ kiện như thế nào, nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cách mà các câu lạc bộ bóng đá tại Anh vận hành và tuân thủ các quy định tài chính trong tương lai.